người đang được nhiều điều đó trong sắp tới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bài bài công cha thiên bùi thái sơn. Em nào xin học năm bài nào? Thưa thầy, hay mấy bài hóa à? Công cha thiên bùi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ cha trong trò. Mỗi người ai cũng có một ước mơ thật đẹp cho riêng mình, và ai cũng muốn nỗ lực thật nhiều để thực hiện điều ước đó. Cũng như mọi người, tôi cũng có một ước mơ, đó là sẽ trở thành một giáo viên thật giỏi như thầy của tôi. Và sau những năm tháng nỗ lực học tập, được sự dìu dắt tận tình, dạy dỗ ân cần của thầy cô giáo trường tiểu học Trần Văn Dư, tôi đã chính thức trở thành một giáo viên thực thụ. Tôi trở thành giáo viên của ngôi trường xưa, nơi đã chắp cánh cho ước mơ của tôi bay thật xa. Và ngay lúc này, tôi hiểu hơn hết những tình cảm của người thầy, người cô dành cho thầy học trò là như thế nào. Nghề giáo là một nghề kỳ diệu. Ở đó, năm này qua năm khác, người thầy tự nhân mình lên qua các thế hệ học trò của mình. Người thầy giáo cũng tự nhân mình lên và gieo vào tâm hồn, trí tuệ của học sinh những tri thức cao quý, những phẩm chất tốt đẹp của mình. Và không có gì cao cả hơn sứ mệnh đó. Đã chọn nghề thầy giáo là chấp nhận sự thiệt thòi và hy sinh, đôi khi là sự phũ phàng của cuộc sống. Nhưng người thầy còn phải giàu lòng vị tha, cao thượng thì mới có thể tồn tại trong nghề được, mới là kỹ sư tâm hồn. Lao động của thầy giáo có giá trị cao đẹp ở chỗ là tạo ra cho con người có ích cho cuộc đời. Dù ở địa vị nào trong xã hội, dù làm gì đi nữa, để con người luôn tưởng nhớ đến những người thầy đáng kính, đến những ngôi trường thương yêu mình đã từng học tập, thờ nghiên cứu, với một tình cảm tốt đẹp và lòng biết ơn sâu nặng nhất. Lời cảm ơn lớn nhất cho những người thầy, người cô, đó là những sự trưởng thành của học sinh. Dù có vất vả, gian nan, thì người thầy, người cô vẫn cố gắng bằng tâm huyết để trở vào ước mơ, ngoài mắt của học trò đến những cánh cửa thành công. Tôi dạy dỗ theo sự tâm muốn, nghĩa cử cô với những thứ tuyệt vời, cô cha thầy con xin tạo ra, ơn thầy cô con mãi ghi nhớ, nhiều ngày là giáo.